Hello, xin chào mọi người ha. Hôm nay mình đi chích ngừa vaccine cho COVID-19. Mình đã book về hẹn cách đây 2 tuần. Thì ở đây thì sau khi mà cái nhóm mà ưu tiên đầu để chích ngừa đã xong thì ở đây nó bắt đầu nó đã nhóm thứ hai là nhóm người già mà trên 80, sắp xỉ 80 trên 80 thì căn bản cũng đã xong. Bây giờ là các đối tượng còn lại, nhưng mà đối tượng còn lại thì nó vẫn cũng ưu tiên người lớn trước. Thì cái quy trình mà đã book và hẹn thì ở đây nó làm rất là đơn giản, ngoài cái chuyện mà trên có trên website đúng không, nó có số phone và book đăng ký bằng online. Thì cái này chỉ làm trong vòng chỉ cái book online á, làm chỉ có 5 phút là xong. Chỉ chẳng qua ở đây có những thủ tục mình đại khái mình làm, chẳng hạn như là mình phải khai họ tên nè, ngày tháng năm sinh nè, và cái số healthcare, tức là cái số mà ở đây ai ở đây cũng phải có một cái số bảo hiểm y tế đó. Là xong. Ngoài ra thì có một câu hỏi cuối cùng là đó là mới đăng ký thôi, nhưng mà mọi người đăng ký để mình xin cái cuộc hẹn thôi, chứ không có. Thì đăng ký chỉ 5 phút thôi. Ngoài qua nó hỏi mình cái yêu cầu là để mà book cuộc hẹn thì mình chọn cái phương pháp liên lạc nào, thì nó offer mình chỉ có 2 cái thôi. Thứ nhất là bằng email, tức họ sẽ báo cho mình email, dĩ nhiên là khi đó mình phải cung cấp cái địa chỉ email. Cái thứ hai là bằng là test phone, tức là dĩ nhiên khi mà nó báo cho mình nữa thì người ta không có gọi điện thoại cho mình đâu, người ta sẽ test bằng cái vô cái phone, vì cái số phone của mình đấy. Thì mọi người biết rồi, thì mình chọn một test phone chứ. Mọi người có test phone này nó rất là đơn giản, nhanh nhẹn mọi người không? Mình có thể mình check dễ dàng, chứ còn email nhiều khi mình thì không sao, nhưng nhiều khi người khác là test phone nó khó đó. Mình chọn một test phone. Chứ sau khi nó nhận mình đăng ký xong là khoảng 10 phút sau là tự động automatic là nó sẽ gửi cho mình một cái code đấy là đỡ mình dùng cái code đấy đỡ mà mình book cho cuộc hẹn. Thì nó nói thông thường là sau khi đăng ký xong thì khoảng phải 2-3 tuần mình nó mới sắp xếp cho mình cái cuộc hẹn. Thì khoảng 2 tuần sau thì nó báo mình là mình vừa có thể làm cuộc hẹn cho nó. Thế thì mình cũng bằng 2 phương pháp. Một là mình đăng ký book hẹn để chích ngừa trên online, hoặc là mình gọi điện thoại. Thì nếu mà mình nói ngay cả đăng ký cũng vậy thôi. Thì mình nói lại nha. Thế mình đăng ký để làm cái cuộc hẹn mà gọi. Cuộc hẹn để mình chích ngừa. Thì mình làm sao nó báo mình là cái data mình nó không có matching với lại matching dưới lúc mình đăng ký, vô lý. Thế mình phải gọi điện thoại lên, mình nói ta đăng ký cuộc hẹn chích, nhưng mà sao tao đăng ký nó không cho. Thì nó chị đại khái nó bảo là sometime thì cái website đó, nó bị sao á, nhiều người cũng không đăng ký được. Thôi mày cho tao cái thông tin của mày đây, mục đích thông tin của mình này thì để nó làm giùm cho mình. Mình hiểu mà muốn làm giùm cho mình nó hỏi mình, để nó cắt lại thử mình có đúng không? Không, nó phải cái gì? Cấp đầy đủ giống như thông tin của mình, cứ mình có xong là ấy thôi. Thì người ta lại báo cho mình, nó báo cho mình là hôm nay mình chích ngừa. Dĩ nhiên khi cái công ty mà mắc đỡ mà mình
hồi nãy giờ mình phải đậu xe, hai chiếc xe hai bên nó nói quá, mình đậu hơi lâu đó. Chứ là khi mình cung cấp ra xong đến kia nó sẽ book cho mình, tức là hôm nay mình sẽ tới mình chích và nó cho mình cái code để tới mình, tức là mình đỡ mình scan thì đúng là người của mình không, mọi người hiểu không? Tức là nó đảm bảo là mọi người có một liều đầu tiên á, thì nó đỡ nhái. Thì mình đã tới nơi rồi, mình tới hơi sớm thì mục đích là người ta dẫn mình tới sớm mà đó. Thì mình không biết là chút vô đó mình cứ chích được và ở đây nó khi mình đang nó mắc appointment mình á, nó cho mình cái appointment á, thì nó cũng nói luôn là nó không có offer cho mình mà cái loại nào để mình chích đó. Vì giờ tâm lý bây giờ ai cũng vô muốn đồ chích là cái Pfizer với lại cái Moderna, chứ người ta không thích cái AstraZeneca của cửa từ Anh, mọi người không đó. Thì bởi vậy mình vô trong nó hình không biết là nó cho mình cái loại nào, mà nó nói nó cũng không có offer luôn đó. Nhưng mà một vài người người ta chích rồi, người ta nói nếu mà người nào mà cái liều đầu tiên mà chích cái Janica, cái AstraZeneca, thì liều thứ hai được quyền chọn cái loại nào chích đó. Còn đó, còn người nào cái liều đầu tiên á thì nó không có offer đó. Bởi vậy không biết sao thì tâm lý ăn thích là hai loại kia. Thì mình không rõ, chắc là chút là mình vô nó có cho mình quay phim không, mình không dám chắc, mọi người không? Vì nhiều khi ở đây có nhiều chỗ người ta không cho mình quay phim, ví dụ có cameraman của mình đi học nhạc, học nhiếc rồi đấy, học nhảy rồi mình dẫn đi, nhưng mình vô mình chích thì mình vô mình quay phim thì người ta không cho đó. Nhiều khi người ta ngại đó thì mình không dám chắc đó. Thì nhưng mà mình có một vài người quen mình chích ngừa, thì như mình có ông bạn chung chỗ làm á, thì ông chích cái Moderna đó, chích cái Moderna. Thì mọi người biết sao là khi mà nó những người mà đầu tiên liều đầu tiên mà chích mà khi chắc mình đoán là quyết một số lượng tương đối tương đối, ví dụ như khoảng 70% dân số đã chích được cái liều thứ nhất, thì hay 50% chẳng hạn, thì người ta cũng sẽ tiến hành chích cái liều thứ hai. À, chích liều thứ hai thì mình không biết khi nào, nhưng mà giờ đang chích liều thứ nhất rồi. Mình bye mọi người nha, để chút mình vô mình coi thử xem thứ như thế nào ha. Tới tổ chức đây rồi, mình đang ngồi cái chỗ gọi là sau khi chích ngừa. Thì sau khi chích ngừa thì mình phải ở lại khoảng 15 đến 20 phút. Thì cái khu này là cái khu là sau khi chích đó. Tức là sau khi 15 đến 20 phút mình cảm thấy không có vấn đề gì thì mình có thể ra về. Nó rất là rộng mọi người ha. Nó qua rất nhiều thủ tục, mà khi mình vô mình chích ngừa làm thủ tục thì nó không cho quay phim. Với lại mình nhìn thấy nó rất là nghiêm túc. Nên bởi vậy mình quay phim cũng rất là ngại. Mình đây đang ngồi cái khu mà sau khi chích ngừa đấy. Hello mọi người á. Mình mới vừa chích xong. Tức là mình có hẹn đó mà, thì cái hẹn 12, mình hẹn là 12 rưỡi, nhưng mà mình tới trước. Trước khoảng mình tới trước chắc khoảng đó, lúc đó khoảng 45 phút. Thì vào xếp hàng thôi. Nhiều người cũng tới xếp hàng, ai tới trước xếp hàng trước thôi. Giờ đã hẹn giờ nó mang tính tương đối mà. Mình đang đi ra đường nên mình chưa nói. Xong á thì vô thì thủ tục nó hỏi ở ngoài tư vấn, nó hỏi mình giống như mình có bị mấy cái dị ứng không. Nhiều có người những dị ứng mà khi chích thuốc xong hay bị dị ứng đó, hỏi những cái ấy không, nói chung là nó hỏi rất là nhiều. Xong rồi vô cái bộ làm cái bộ phận mà vệ sinh, tức là nó bắt linh rửa tay thay, nó bắt thay mask hết đây, thì ở đây nó phát miễn phí cho mình thôi, thay cái mask cái khẩu trang khác á, thay khẩu trang khác, còn khẩu trang cũ của mình nó bắt thay luôn.
sanitizer tay chân xong, rồi nó ship tình vô chỗ, nó hỏi mấy những câu căn bản, thì rồi ship hàng cho vô chỗ ngồi đợi, có phòng đợi. Mình ngồi phòng đợi đấy thì giống như thứ tự thôi, chứ còn cái giờ mà hẹn á mang tính tương đối, xong là cứ ai xong trước rồi nó gọi vô thôi. Vô tiếp bộ phận kia là nó xử lý bộ phận thông tin, tức là nó hỏi lại tên tuổi, nó update lại tên tuổi. Mình đưa cái thẻ gọi là thẻ healthcare á. Nó nhập vào, nó điểm tra họ tên, nó hỏi đúng người đúng tên không. À, mình chích đi chích một mình hay là đi cả gia đình, có ai đi cùng không. À, những câu hỏi mang tính ấy rồi nó hỏi lại những cái mà giống như mình có bị hay dị ứng đồ không thì vậy thôi. Xong rồi nó đưa mà hướng dẫn mình thủ tục là nó tư vấn mình sau khi chích thì có những cái tác dụng phụ mà mang tính là có những phổ biến, chẳng hạn như có thể là cái chỗ mà chích mình nó bị đau, bị sưng, hay là có thể người mình nó mệt hay hơi sốt nhẹ, thì nó hướng dẫn mình làm những cái gì, nói chung những cái thủ tục đấy nó rất là lâu. À, xong rồi trong trường hợp mà nó nặng thì cần phải gọi cái gì những cái thủ tục đó rất là lâu mọi người ạ. Còn cái vô chích đó mà vô chích đó thì xong rồi nó đưa mình một cái cạc nữa, cái cạc đấy thì điền tên và cái loại mình chích là cho loại gì. Mình sẵn đây mình nói luôn, mình chích là Moderna nha mọi người á. Thì mình vô mình cũng hỏi là tao có thể chọn cái loại chích không, nó nói không có chọn được cái loại vaccine nào mà chích, nhưng hôm nay là mày sẽ chích loại Moderna. Mình chích Moderna. Xong rồi mình hỏi là sau bao lâu thì tao sẽ có cái liều thứ hai, nó nói chắc là khoảng tầm 3 tháng, nhưng mà mày yên trí đi, người ta đã có cái dữ liệu rồi thì người ta sẽ thông báo mày qua cái phone của mày đấy. Nhưng mà chích mà mọi người biết rồi, thủ tục mà hỏi thông tin để mà cập nhật thông tin, là xác nhận phải đúng thông tin là đúng người không vân vân á, thì nó lâu thôi. Một số cái tư vấn trước khi chích vaccine thì lúc nào cũng vậy, giống như vaccine mình chích vaccine flu vậy. Xong động tác đấy thì chích rất là nhanh, đưa mình cái thẻ sau khi chích để mà khi mà lần thứ hai mình nhớ đem cái thẻ này theo, để cái người mà lần thứ nhất đỡ nó biết mình là loại gì thôi, vì mình mục đích là để nó biết mình loại gì, mình chích loại gì. Sau khi chích thì nó qua một cái phòng gọi là cái phòng là cái phòng đợi này là nó nói mình đợi 15 đến 20 phút, tức là sau khi chích đó, giống như nó muốn biết mình có những cái tác dụng phụ nào mà ngay sau chích đó để mà nó xử lý đó. Thì sau 15 phút thì mình có thể về, thì mình lúc mình ra mình ngồi trong phòng đấy thì mình có quay sơ cái quang cảnh mà mình ngồi mình đợi sau khi chích đó mọi người thấy. Còn vô trong thì nó làm cái vẻ rất là serious, các nhân viên tình nguyện nó làm giống như là còn khủng khiếp quá, bởi vậy mình cũng không dám quay. Rồi, mình rất tiếc là mình không quay gì cho cái chích ngừa này cả. Nhưng mình thông báo là Medtrans đã chích ngừa liều đầu tiên bằng loại vaccine Moderna vào ngày 15 tháng 5. Và 3 tháng sau thì theo lịch hiện 3 tháng sau, nhưng mà nó nói là thường nói 3 tháng thôi, chứ chắc khoảng 2 tháng là tụi nó sẽ test cho mình. Để mắc bồi mình cái liều thứ hai. Rồi cảm ơn mọi người ha, chia sẻ mọi người về mình của mình hôm nay. Rồi rất tiếc là mình không quay cái quang cảnh làm thủ tục, chứ còn chích rất nhanh mọi người nhé, chích
chích nó làm chắc chưa được 1 phút là xong, nó chuẩn bị sân hết rồi. Và nó từ một nó khoảng từ mười mấy người chích vaccine gì đó, rồi cũng còn mười mấy người làm cái thủ tục mà tư vấn và nhập dữ liệu đó, rồi chưa cỡ các tình nguyện viên mà làm các thủ tục như là tư vấn ở ngoài, rồi các dịch vụ hướng dẫn xếp hàng rồi vân vân, thì nhiều đó thì rất là nhanh, rất là đơn giản, nhanh, không có đông mà ấy, nó làm rất nhanh gọn gàng sạch sẽ ha. Rồi, cảm ơn mọi người. Liều đầu tiên.